Giờ con đói quá mẹ ơi. Hồi nãy á, mẹ kêu tụi con phụ mẹ, tụi con không có phụ. Rồi lấy tiền đâu mua đồ ăn cho mấy đứa ăn? Dạ con biết lỗi rồi mẹ, con hứa. Mẹ cách nào mẹ bán mua tôm nướng về nướng cho tụi con ăn á. Lúc đó giấc mơ của tụi con thành sự thật nha. Dạ. Giờ mình đi cứu đồ với lại mầm cỏ. Trang Vinh, để phụ mẹ mầm cỏ nè con. Sáng rồi. Cho con ngủ chút nữa đi mẹ. Trời ơi, nắng lên, trời 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 kìa. Tụi con làm mới có tiền mua gạo ăn đó nha. Ngủ cho ngủ chút nữa đi mẹ. Vậy thôi mẹ đi trước, hai tụi con đứng dậy rồi xúc miệng đi sao lẹ nha. Dạ. 2 hours later. Trời ơi, còn chưa luôn rồi. Vậy 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 nhanh thôi. Phụ mẹ đi mầm cỏ nè. Vậy vậy vậy. Tụi mình ngủ lâu lắm luôn rồi đó, giờ đem cái ghế bố ra ngoài đi. Đem ra ngoài đi rồi đi mần cỏ phụ mẹ, có gì mệt thì lại nằm. Đừng lên 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 lên. Rồi chỗ này mát mày lên. À, rồi em qua đây đi. Ừ, quay qua đây đi. Rồi xong rồi đó rồi. Em thấy chỗ này mát quá ha, nằm nghỉ xíu đi. Ừ, nằm nghỉ chút xíu đi rồi đi phụ mẹ. Oh no. Mình mần một đống cỏ luôn mà Trang với Vinh đâu mất tiêu vậy ta. Hai đứa này thiệt tình ngủ nướng nữa rồi. Nghèo mà không biết lo làm ăn rồi lấy tiền đâu mà mua gạo mua thóc ăn. Oh no. Rồi mẹ đi mần tới trưa rồi mà tụi con còn ngủ nướng hả? Vinh, Trang dậy con. Dậy. Trời ơi, trưa trời luôn rồi. Dạ, nãy tụi con ngủ quên. Vinh dậy Vinh. Cơm nước thì tụi con nấu chưa? Chưa. À mà hồi nãy con nằm mơ con thấy con ăn tôm nướng sao tới, mẹ làm cho tụi con ăn đi mẹ. Con cũng thèm nữa mẹ. Ờ thôi cho con nhà đi, mẹ ra chợ mua tôm về nướng sao tới cho mấy đứa ăn nha. Dạ. Nãy mẹ chợ mua mấy con tôm tươi quá mấy đứa. Đúng rồi. To quá mẹ ơi. Đúng rồi mẹ. Mẹ mua tôm bự cho tụi con ăn cho ngon nha. Dạ. Thôi giờ mẹ đổ sao tới cho mẹ ướp. Ủa mẹ mua mấy cái can này để làm gì vậy mẹ? Để lát nữa mình xiên vô con tôm mình nướng rồi mình cầm ăn cho dễ chứ con. Dạ. Rồi mẹ thấy sa tế nó thấm vô tôm rồi mấy đứa. Thơm quá mẹ ơi. Thơm bát ngát luôn á. Ừ, thôi để cho thấm đi. Giờ ba mẹ con mình đi kiếm củi đốt than đi rồi nướng tôm nha. Dạ. Rồi để cho trái có than đi. Giờ mình lại mình xiên que tôm đi mấy đứa. Tụi con biết xiên không? Dạ. Chắc biết. Hai con không biết xiên. Vinh chỉ biết ăn mà chứ không biết làm. Ăn là nghề của em mà chị. Ăn là nghề của em mà chị. Rồi ok vậy em nhìn đi. Rồi có lửa than rồi, bây giờ mẹ để tôm lên nướng nha. Dạ con sẽ để luôn. Thơm quá. Thôi bỏ vô là nghe thơm rồi. Mùi sa tế á con. Rồi mẹ trở về tôm con quét sa tế lên nha Trang. Wow, mới đây là nó vàng khè luôn rồi. Ừ, tại lửa than nhiều quá, ống nó màu chín lắm con. Vàng của Vinh hả, đỏ thì có. Quá thơm luôn. Con quét sa tế lên đại đi. Để cái này quên. Con trở con hai con kia mẹ con Vinh. Ở đây mẹ quét cho con, để nóng. Trời ơi, tới giờ mà còn sống hết. Đó, quét lại lên nè. Nó quẩy hả? Không phải quẩy mà kiểu nó trơn á con. Rồi, tôm chín rồi mấy đứa ơi. Để mẹ rinh lại đằng kia. Dạ, rinh lại đằng này thôi. Nãy giờ con thèm quá mẹ ơi. Rồi, thưởng thức đi, thèm hai đứa thưởng thức đi. Dạ, ôm này đi. Lột mẹ lột ra em con ơi. Rồi nè Vinh. Tôm mẹ mua tươi ngọt quá. Lâu lâu ra hên ra chợ được mấy con tôm tươi đó con. Ngon không mấy đứa? Ngon quá. Ngon. Mẹ thấy tụi con ăn mẹ cũng thấy ngon quá ha. Nè ra mẹ Vinh. Thịt nó ngọt quá mẹ. Tụi con ăn đi, mẹ gỡ cho mấy đứa ăn nha. Lâu lâu. Mẹ cũng ăn luôn ơi. Thôi tụi con ăn đi. Mẹ nhường á. Đúng mẹ. Tôm ngọt thấm lắm, sai tế ngon quá mẹ ơi. Hôm nay tụi con ăn cho đã thèm nha. Mẹ lọt cho hai đứa ăn. Ngon quá. Nè con. Cảm ơn mẹ.
xế chiều mà Trang với Vinh đã mất tiêu ta. Để mình gom cỏ vô mình kiếm thôi. Ôi chỉ là giấc mơ. Ôi Vinh ơi, Vinh Chạy. Nãy giờ tụi mình nãy giờ ngủ hơi bị nhiều luôn hả? Trời ơi, hồi nãy em lạc rồi. Mơ á, em được ăn tôm nướng sạch tế ngon lắm. Ừ đúng rồi, chị cũng được ăn á. Nhưng mà đó chỉ là giấc mơ thôi à, chứ không có ăn thiệt đâu. Trời ơi, hai đứa giờ trưa trời rồi mà còn nằm ngủ từ trưa tới giờ luôn. Ủa trưa giờ mẹ kêu tụi con ra mần cỏ đặng trồng rau, tụi con không đi mần của mẹ. Hồi trưa tụi con tính ra mần rồi. Em Vinh thấy cái chỗ này á mát quá, kêu nghỉ á mà tụi con ai ngờ ngủ quên luôn. Nguyên ngày nay con ngủ đói bụng quá mẹ ơi. Tụi con cũng vậy nữa. Hồi trưa con mơ được ăn tôm nướng sa tế á, con thèm quá mẹ ơi. Nhưng mà nó chỉ là một giấc mơ thôi à, giờ con đói quá mẹ ơi. Hồi nãy á mẹ kêu tụi con phụ mẹ, tụi con không có phụ. Rồi lấy tiền đâu mua đồ ăn cho mấy đứa ăn? Dạ con biết lỗi rồi mẹ, con hứa là sẽ chăm chỉ lao động phụ mẹ. Con sẽ hứa sẽ siêng năng hơn nhiều với lại chăm chỉ làm việc. Nè đứa con biết lỗi như vậy là mẹ cũng mừng lắm. Mà nhà mình nghèo á, tụi con phải cố gắng lao động phụ giúp mẹ để kiếm ra tiền mua đồ ăn ăn nha mấy đứa. Dạ con biết rồi, rồi cũng xin lỗi mẹ. Dạ con cũng xin lỗi mẹ luôn. Rồi thôi bây giờ ra phụ mẹ bằng cỏ tiếp đi con. Dạ. Rồi nguyên ngày nay mẹ làm hết nhiêu tay luôn hả mẹ? Mẹ ráng bằng ba cỏ này đặng trồng ra có bán có tiền đó con. Con thấy thương mẹ quá à. Hai đứa con á, nếu mà thương mẹ cố gắng dâng lời mẹ với lại siêng năng học giỏi nha. Dạ. Rồi bây giờ phụ mẹ gom cái đám cỏ này lại đi con. Mình vô. Wow, vườn rau của mình tươi tốt quá mẹ ơi. Tụi con thấy không, bao nhiêu ngày mà mình bỏ công sức khổ cực ra mình được cái vườn rau như ý thấy không? Dạ. Wow. Đó, mình có làm, mình có chăm thì mình mới thu lại cái kết quả nha mấy đứa. Dạ. Rồi mẹ tưới. Con nhổ cỏ cho rau mình tốt hơn nha mẹ. Nhổ cỏ đi đó. Nhỏ nhỏ mình nhổ nó dễ hơn đó con. Dạ. Bao nhiêu ngày mình chăm chỉ lao động cuối cùng cũng được kết quả xứng đáng ha Vinh. Dạ. Rau á mình tốt nè, bán có tiền á, mua tôm nướng ăn hả chị? Ừ đúng rồi á. Đúng rồi. Nè, được ăn tôm nướng rồi. Em thèm lắm rồi đó. Lúc trước tụi con muốn ăn tôm nướng phải không? Dạ. Mẹ cắt rau mẹ bán mua tôm nướng về nướng cho tụi con ăn á. Lúc đó giấc mơ của tụi con thành sự thật nha. Dạ. Rồi thôi mình về tụi con.